Nhật Bản là một quốc gia đặc biệt do tỷ lệ người già cao nhất thế giới, nhưng tỷ lệ người mắc bệnh máu nhiễm mỡ lại rất thấp. Điều này một phần đến từ chế độ ăn uống sinh hoạt rất khoa học của người Nhật. Đặc biệt trong chế độ ăn, thường xuyên sử dụng natto có tác dụng hạ mỡ máu, phòng ngừa những biến chứng đột quỵ rất tốt. Dựa vào đặc tính này, chúng tôi đã nghiên cứu và bào chế ra sản phẩm viên hạ mỡ máu Sarafi với thành phần từ đậu nành lên men Nastokinat kết hợp với men gạo đỏ, giúp gia tăng hơn tác dụng hạ và ổn định mỡ máu bền vững, không lo biến chứng. Nhờ công nghệ siêu nano chiết xuất được hoạt chất Monaconinca có trong men gạo đỏ thành các siêu phân tử dễ dàng hấp thu hoàn toàn vào cơ thể, tăng sinh khả dụng và được kiểm chứng hiệu quả gấp 10 lần so với sản phẩm mỡ máu thông thường. Do vậy, Sarafi đang được các chuyên gia tim mạch hàng đầu Nhật Bản khuyên dùng. Hiện nay, Sarafi đang được sử dụng khá phổ biến tại Nhật Bản và tôi hy vọng người dân Việt Nam cũng đón nhận Sarafi như một món quà sức khỏe tuyệt vời. Xin cảm ơn. Khi đi vào cơ thể, các hoạt chất trong Sarafi tạo ra tác động kép. Thứ nhất, giúp tăng sản sinh HDL cholesterol tốt tại gan. Thứ hai, giúp ngăn chặn sự hình thành cholesterol xấu trong gan, từ đó làm giảm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, giúp cơ thể có một hệ thống mạch máu khỏe mạnh hơn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.